Minh được tử vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm canh tý. ngày này là ngày Tân Mão, tháng Mậu Tý, năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nham Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tức, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tùng bách mộc ngày tân mão tức can khắc chi nghĩa là kim khắc mộc và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm tùng bách mộc kỷ tuổi ất dậu kỷ dậu ngày thu hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỵ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày mão lục hợp với tuất, tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục, xung với dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt than. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi quý dậu, kỵ dậu, ất sửu, ất mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên thành, tốt mọi việc, sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thụ tử thì xấu, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn, xấu mọi việc, sao thiên lại, sáu mọi việc sao tiệu hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc sao thụ tử xấu mọi việc trừ săn bắt sao địa tặc xấu đối với khởi tạo an táng khởi công động thổ xuất hành sao lục bất thành xấu đối với xây dựng sao nguyệt hình xấu mọi việc vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang chịu ảnh hưởng của cục diện tí mạo hình hại vô lẽ không có nghĩa bạn tuổi Tý tự cho mình quyền thể hiện rằng đang hơn người khác sự khiêm tốn mới luôn được đánh giá cao và với bạn tuổi Tý phải nhớ rằng dù không cần chứng tỏ rằng bạn xuất sắc nhưng mọi người vẫn công nhận đó mới là điều tuyệt vời hơn những gì bạn đang làm. Trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tí, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan nhắc nhở bạn tuổi tí tự yêu lấy bản thân mình là điều hết sức quan trọng thay vì trong đợi sự hỗ trợ của bất cứ ai ngày hôm nay. Và bạn tuổi tí đừng quên rằng trước khi đòi hội bất cứ ai quan tâm, sẽ chia với bạn, cần học cách yêu thương chính mình thông qua những hành động thực tế và thiết thực nhất trong ngày hôm nay. Ngũ hành tương sinh là tín hiệu tốt cho sức khỏe của bạn mệnh tuổi Tý. Có những trận ốm vừa qua đã làm cho bạn ý thức hơn được, quý giá hơn sức khỏe của mình và ý thức trong việc chăm sóc cơ thể và ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ hơn. Trong ngày này với bạn tuổi Tý, xuất hành thì có quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, cầu tài lộc đều thuận. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, làm việc gì cũng nên trong khuôn khổ cho phép. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, cố gắng giúp đỡ nhiều nhất trong khả năng có thể. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, nhận thức của bạn có vấn đề gì, đánh giá tình hình sai. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, hôm nay nên có bước cần thiết để thay đổi thực tế từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đừng đòi hỏi quá nhiều khi bạn còn chưa cho ai đó được gì vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 4 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi thân Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đã gặp được ngày của thực thần xuất hiện, cho thấy bạn tuổi Sửu đón nhận nhiều tin mừng trong ngày hôm nay, có người còn được bạn bè mời ăn uống, tụ tập và với bạn tuổi Sửu, hãy cứ tận hưởng niềm vui của mình trong ngày, đừng nghĩ nhiều quá làm gì. Nên nhớ, lúc làm việc gì cũng cần phải tập trung hoàn thành. Trong cái vận trình ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi Sửu đang có điểm báo cấp bách vì bạn không dành thời gian để tập luyện bạn tuổi xỉu cần phải quản lý thời gian của mình một cách khôn ngoan hơn, đừng phí phạm thời gian vào việc không đâu. Cần có một lựa chọn cẩn trọng, chắc chắn nếu như bạn muốn có được những bước đi của mình chính xác. Và ngày này đối với bạn tuổi xỉu, bạn không nên trị bệnh ở đầu, do đó trong ngày này bạn không nên tác động lên vị trí đó trong ngày. Trong ngày này đối với bạn tự xỉu cũng đang có điểm báo xuất hành không được thuận lợi. Chính vì vậy nếu như có công việc cấp bách thì bạn nên chọn những hướng tốt để xuất hành để giảm thiểu những rủi ro với mình. Hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, lời nhắc của ai đó làm cơ sở đừng bỏ qua, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, may mắn là khi bạn kịp điều chỉnh để đúng hướng, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, chỉ bạn biết vấn đề của mình là ở đâu nên tập trung để thay đổi, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, ảnh hưởng tới thời tiết nên bạn dễ bị ốm hơn thường lệ, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc việc lắng nghe sẽ có lợi cho bạn hơn trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tự xỉu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi tốt Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp được ngày cô tam hội xuất hiện, cho nên bạn tuổi dần dường như đang trở nên hết sức nhạy cảm đối với cảm xúc của những người xung quanh. Và bạn tuổi dần, bạn trở thành bờ vai, bạn lắng nghe một cách sẵn sàng và cởi mở Thế nên không khó hiểu khi mọi người tìm đến với bạn để có thể có được sự sẻ chia. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, ngày này nhờ có thiên ấn xuất hiện mà bạn tuổi dần có được vị thế nhất định trong công việc. Một số người được công nhận ở nơi làm việc và đều điều bạn có được là sự đồng lòng hỗ trợ từ những người xung quanh đó mới là điều mà bạn tuổi dần mong chờ nhất. Thổ khí vượng, cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần đang có điểm báo tín hiệu không tốt liên quan tới sức khỏe của bạn mệnh. Bạn đừng có đi ăn ở ngoài quán, ngoài hàng quá nhiều như trong thời gian vừa qua nữa. Đừng cho rằng mình no là được việc vệ sinh thực phẩm và một số yếu tố khác cũng quan trọng không kiếm trong việc tác động tới sức khỏe của bạn tuổi dần. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy dựa vào thực tế từng diễn ra để tránh sai sót về sau này. Tử vi tuổi bính dần thuộc họ bạn có thể học hỏi thêm điều gì đó từ chuyện của người khác. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tránh nói những nhận định chủ quan khi chưa hiểu tình hình. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc mọi việc diễn ra thuận lợi như bạn đã lên kế hoạch. Từ vi tụi nhâm dần thuộc kim, ai đó mang lại cho bạn ý tưởng hay ho. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi dần. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Mão, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mão đang gặp được ngày có thiên ấn hỗ trợ cho khả năng sáng tạo và sự tự tin để thể hiện bản thân mình trong ngày hôm nay. Nếu có ý kiến gì hay ho, bạn tụi mão nên đề xuất hoặc là có thể bắt tay vào tiến hành để biến chúng thành hiện thực. Với bạn tuổi mão sẽ không biết khả năng của mình tới đâu cho tới khi bạn thực hành và điều chỉnh chúng cho đến khi kết quả cuối cùng. Màu khí vượng, cái điều này cho thấy với bạn tuổi mão đang có điểm báo không tốt liên quan tới sức khỏe của bản mệnh thay vì lo lắng và nghỉ ngợi thì bạn nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi tập luyện thể dục thể thao sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng và với bạn tuổi mão có thể cải thiện bằng việc xem hài nghe nhạc yêu thích bạn cũng có thể là tham gia khóa học yoga nữa bạn tuổi mão nhé và ngày này đối với bạn tuổi mão bạn không nên trị bệnh ở tim, do đó bản mệnh nhất định không nên trị bệnh ở vị trí này trong ngày hôm nay. Và ngày này đối với ba tuổi mão cũng đang có điểm báo, có sự hư hại, không nên khởi tạo, cưới hỏi, khai trương, xuất hành hay là mong cầu về tài lộc, không nên tiến hành những công việc lớn hay là xuất tiền lớn hay là ký kết hợp đồng trong ngày. Trong ngày đang có điểm báo, đoạn sát. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, bạn chẳng thể nào là chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, sự thẳng thắn của bạn chưa chắc đã là hay. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, đừng vội vàng, hãy cố gắng cải thiện từ từ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, tôn trọng cảm xúc của mình, bạn mới kiểm soát được tình hình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, bạn cảm thấy hài lòng vì một số việc đi theo những gì bạn đã định. Về đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi thị, tỵ. tử vi tuổi thìn thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp ngày mạo thìn tương hại. Cái điều này cho thấy bạn tuổi thìn đừng để cho bất cứ ai thúc giục mình chạy theo nhịp bước của họ. Bạn hãy duy trì tốc độ ổn định của riêng mình. Như thế, bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả Hẳn nhìn, bạn không thể kiểm soát được tốc độ của mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, nhưng bạn có thể kiểm soát được tốc độ của chính mình. Thương quan chiếu mệnh khiến cho bạn tuổi thìn không vui chút nào, ví dụ như cấp trên dành cho bạn những lời nặng nề, đồng nghiệp tỏ ra thở ơ, người yêu thương quá bận rộn với công việc cá nhân và không quan tâm đến bạn, và bạn tuổi thìn, bạn đừng có quan tâm tới cuộc sống của người khác cũng như là cảm xúc của họ. Đây là lúc bạn hướng tới bản thân của mình là tốt nhất cho những gì bạn có thể vậy thôi. Trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khác cái điều này cho thấy một số công việc của bạn tuổi thìn đang đi ngoài dự tính. Bạn cần phải xem xét lại mọi thứ trên góc độ thoáng một chút. Đừng đặt nặng tiểu tít. Khi đó, bạn có thể nhìn xa trong rộng. Bạn sẽ biết được mình cần phải làm gì thay vì rơi vào trạng thái bế tắc như hiện tại. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ những kinh nghiệm cũ của bạn chưa chắc đã đúng, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, đừng quá để ý vào những lời nói tiêu cực từ người khác. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, học cách tương tác với mọi người nhiều và đúng cách hơn. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, đừng quên uống nhiều nước để cải thiện làn da và sức khỏe. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, góc nhìn của bạn không hoàn toàn là đúng. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Trong cuộc sống, con người không có ai là hoàn hảo, không ai có thể lúc nào cũng mạnh mẽ, tự tin đối diện với cuộc sống và với bạn tuổi tỵ không phải là ngoại lệ nhất là trong khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài ngáng trở và bạn tuổi tỵ nếu như bạn cảm thấy bế tắc trong công việc hay là đời tư thì bạn nên tìm sự giúp đỡ từ phía mọi người xung quanh thay vì một mình chật vật tìm hướng giải quyết sự chung tay giúp sức của mọi người là hiệu quả hơn với bạn rất nhiều. Ngày này đối với bạn tuổi tỵ, bạn lại đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương sinh, cho thấy tình hình tài chính và sức khỏe của bạn tuổi tỵ được cải thiện rõ rệt, mang lại cho bạn được niềm vui. Bạn tuổi tỵ bạn nhận ra rằng cuộc sống không hoàn hảo. Nếu bạn có được thứ này thì sẽ mất thứ kia, đó là lẽ thường tình. Và ngày này đối với bạn tuổi tỵ những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về đồ đạc hay là lui tới những nuôi, nơi nguy hiểm hay là sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể làm ảnh hưởng tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ không ai thích nghe bạn phàn nàn về tiêu cực của cuộc sống tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ đừng so sánh bản thân với bất cứ ai tử vi tuổi kỵ tỵ thuộc mộc càng cố chứng tỏ bản thân càng thể hiện con người yếu đuối tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim đừng vội vàng thực hiện điều gì khi bạn thực sự không hiểu tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy đừng trốn tránh cảm xúc thật bên trong mình về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp ngày mạo ngọ tương phá khiến cho những thay đổi ngoài kế hoạch có thể khiến cho bạn tuổi ngọ cảm thấy choáng váng và bạn tự ngọ đừng căng thẳng, muộn phiền hay là nghĩ ngợi quá nhiều. Bạn hãy mở lòng và học cách đón nhận khi bạn biết cách buông bỏ những thứ cũ kỹ, những điều mới mẻ sẽ đến với bạn. Ai đó không dành cho bạn tự ngọ một bờ vai chia sẻ, cảm thông và chính sự quay lưng này khiến cho tâm trạng của bạn tự ngọ ngộn ngang khi có tỷ kim xuất hiện. Dường như đây là lúc mà bạn tuổi ngọ khao khát có được sự giúp đỡ trong đợi một sự quan tâm nhiều hơn thường lệ. Nhưng đáng tiếc rằng mọi thứ sẽ không giống như là bạn nghĩ. Ngày này đối với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày mộc họa tương sinh. Đây là tín hiệu tốt về tài lộc tiền bạc cho bạn tuổi ngọ là động lực cho bạn trong ngày khi bạn có thể gặt hái được nhiều thành quả, giá trị từ sự nỗ lực của chính mình trong suốt thời gian vừa qua. Đây cũng là ngày để cho bạn tự ngọn nắm bắt cơ hội mà bạn đang có được trong công việc nhờ thế mà bạn sẽ thấy được những nấc thang mới trong sự nghiệp của mình. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, hôm nay bạn suy tư về cuộc sống nhiều. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, nếu rèn luyện đủ nhiều, bạn sẽ chẳng sợ điều gì ở phía trước. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, hãy lên kế hoạch cho mọi việc, đừng để chúng hoàn toàn ngẫu nhiên. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, xem xét cẩn thận tính thực tiễn ở những ý tưởng của bạn. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, đừng áp đặt người khác cũng phải giống mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này: Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hội mão mùi phù trợ cho nên với bà tuổi mùi đang có được niềm vui hy vọng trong chuyện tình cảm dù không hy vọng gì nhiều, nhưng bạn vẫn có được hạnh phúc mà mình đang có bằng những việc đơn giản. Đối với những bạn đang còn độc thân thì đừng từ chối lời mời của ai đó. Ngày này với bạn tuổi mùi, khả năng ngoại giao, tương tác nhờ có được thực thần mà với bạn trở nên mạnh mẽ giúp cho bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay có được cơ hội tốt để bạn thể hiện được điều đó hạn nhìn sẽ không khó khăn gì để cho bạn có thể tiến tới gần với một người và cất lời chào họ, đem đến cho họ sự thân thiện, cởi mở. Bạn tuổi mùi sẽ luôn là một điểm sáng giữa đám đông, bạn đừng có ngạc nhìn khi họ tán dương bạn. Trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày mộc thổ xung khắc cho thấy bạn tuổi mùi gặp vấn đề về sức khỏe nhưng xem ra mọi việc đều xử lý và kiểm soát được, không gì đáng phải lo ngại. Vì thế, bạn đừng căng thẳng mà thay vào đó tìm cách nghỉ ngơi hợp lý, thay đổi thói quen cũ bằng thói quen mới, lành mạnh hơn. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim nếu có vấn đề gì nên tìm hiểu sâu sắc. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy kết quả hiện tại còn quan trọng hơn bất cứ lời biện hộ của bạn. Từ vi tuổi kỷ mùi, thuộc hỏa, bạn hài lòng với những gì mình đang làm được. Từ vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, có niềm vui trong một số việc bạn thực hiện trước đây. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, tình yêu có nhiều điều được như ý. Phải đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp, 4 sao, tài lộc, 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Đây là tín hiệu tốt cho bạn tuổi thân thực hiện những kế hoạch liên quan tới tiền bạc. Tuy nhiên, tài lộc lúc này chỉ vượt ở mức vừa phải với bạn tuổi thân cần phải dựa vào năng lực của chính bản thân mình chứ không hoàn toàn là dựa vào sự may mắn. Vì thế, bạn cần nhớ là thực hiện những dự án có tính an toàn cao Ngộ hành tương khắc cho thấy dù bạn tuổi thân rất thân thiện, vui vẻ với mọi người, họ có phần thờ ơ với bạn và thái độ này khiến cho bạn tuổi thân băn khoăn, bạn tự hỏi vì sao họ lại lãng lãnh đạm với mình đến như vậy. Thực tế là họ đều bận rộn với công việc của họ thay vì quan tâm tới cảm xúc của người khác. Ngày này với bạn tuổi thân, bạn mạnh thực hiện mọi việc đều tốt tốt nhất là khởi tạo, chôn cất, cưới gã, xây cất, đào ao, đào giếng, khai mương rạch, làm thủy lợi, khai trương, dọn cỏ và phá đất. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy đừng vội tiết lộ cho ai đó kế hoạch của bạn. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa nên tìm cách suy nghĩ mọi việc kỹ càng. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ tin vui về tiền bạc mang lại cho bạn động lực. Từ vi tuổi canh thân thuộc mộc, bạn chẳng thể làm thay đổi hiện tại nếu cố chấp. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, gợi ý của người khác có ý nghĩa đối với bạn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, cho nên bạn tuổi Dậu đang có sự nồng nhiệt trong cảm xúc, kể cả là khi yêu, ghét, giận, hờn, mọi thể hiện của bạn đều rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, lúc này với bạn tuổi Dậu nên hướng những cảm xúc này đến công việc dồn tâm tư vào nhiệt huyết của mình cho những mục tiêu trong sự nghiệp. Nếu bạn muốn có được một ngày làm việc hiệu quả và ý nghĩa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi giàu, bạn cũng đang gặp ngày có màu kim xung khắc. Cái điều này ảnh hưởng tới tình hình tài chính của bạn mình. Có khi bạn đã tiêu xài quá khả năng của mình, bạn cần phải có một chính sách quản lý về tiền bạc tốt hơn nhằm cho những mục tiêu trong tương lai của mình. Với bạn tuổi giàu, trong ngày thứ hai này bạn đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ, cho nên bạn tuổi giàu đang có được cảm giác rụng rỉnh về tiền bạc thậm chí có người đủ may mắn để nhận thêm khoản tiền bất ngờ ở đâu đưa tới có thể là khoản đầu tư vốn bạn đã quên từ lâu nay mang về tiền bạc cho bạn hoặc là việc hợp tác làm ăn của bạn trước đây mang lại thành công tiền bạc đến cho bạn Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy đừng trông đợi những điều vẹn vong. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa làm ít thôi nhưng phải thực sự hiệu quả. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ hãy chọn điều gì có giá trị dài lâu. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc đừng tức giận với những người khác biệt với mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim lựa chọn an toàn của bạn chưa hẳn đã là như bạn nghĩ về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày ngũ hành lục hợp rất tốt cho mối quan hệ của bạn nhưng vẫn phải cẩn trọng có người đang giả vờ ngọt ngào với bạn ai đó đang khát khao quyền lực dường như muốn dùng bạn như một bàn đạp để thực hiện những bước đi mới cho tương lai của họ. Thế nên với bạn tuổi Tuất cần phải chú ý và tỉnh táo trước mọi hành động của bạn. Và với bạn tuổi Tuất khi không chọn được cách nào thích hợp để diện tả những suy nghĩ, cảm xúc của mình, bạn tuổi Tuất thường chọn giải pháp in lặng Tuy nhiên, đây thực sự không phải là giải pháp hay với bạn trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có thương quan gây hại bởi vì nó chỉ làm tăng thêm những cảm giác tiêu cực ở trong lòng bạn mà thôi. Thế nên, với bạn tự tốt nên lựa chọn thích hợp nhất của bạn là tìm ai đó đủ tin cậy để bày tỏ những ưu tư trong lòng. Như thế, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất chi là nhiều. Bên cạnh đó, trong ngày thứ hai này với bà tuổi Tuất cũng đang gặp ngày mộc thổ xung khác nhắc nhở bản mệnh tuổi Tuất nên xem lại vấn đề về tiền bạc do không biết quản lý về tài chính thì bạn sẽ rơi vào vòng rắc rối một cách không mong muốn. Đừng chi tiêu nhiều quá mức mà bạn kiếm được, nếu không bạn sẽ luôn luôn là một kẻ thiếu thốn về tiền bạc. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ có những ảnh hưởng lớn từ việc tưởng như rất nhỏ, từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ, nghĩ tới những gì bạn đã vượt qua khó khăn để làm động lực cho mình, từ vi tuổi màu tuất thuộc mộc, nếu tin vào bản thân, bạn có thể kiểm soát được tình hình, từ vi tuổi canh tuất thuộc kim, trước khi trách người, bạn hãy trách mình trước, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, những lo lắng hiện tại của bạn là có cơ sở. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi hợi. Tử Vi tuổi Hợi thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi phù trợ, cho nên mà hôm nay bạn tuổi Hợi nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý hơn thường lệ từ mọi người. Và với bạn tuổi Hợi, dù vốn hay e ngại việc trở thành trung tâm đây là ngày mà bạn tuổi hợi hãy cứ thoải mái thể hiện mình và đón nhận sự yêu quý bằng tất cả sự nhiệt hành và vui vẻ. Và với bạn tuổi hợi cũng nên lưu ý sự thể hiện của bạn đóng vai trò rất quan trọng. Trong ngày này đối với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ cho nên bạn tuổi hợi có thể điêm những kiến thức và hiểu biết của mình để vận dụng vào đời sống thực tế. Bạn thậm chí là một nhà hòa giải, một người giúp đỡ với những người có mâu thuẫn tìm thấy tiếng nói chung và nhờ thế mà bạn có được sự tôn trọng và yêu quý của họ. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có ngộ hành tương sinh. Đây là tín hiệu tốt cho những ai đang lo lắng về tình hình tài chính của mình. Đang có dấu hiệu được cải thiện trong thời gian này, nhưng đừng vì thế mà vội vàng chi tiêu trước khi nhận được tiền bản tuổi hợi nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi hợi, á, cái việc xuất hành đi xa thì gặp nhiều may mắn, gia đạo có tin vui, đi xa có người giúp đỡ, công việc được thuận lợi, tài lộc được tăng tín và tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa nhớ để ý tới những tín hiệu nhỏ tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ bạn được nhận rất nhiều từ người khác tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc đừng cố tham số lượng mà nên tập trung vào chất lượng tử vi tuổi tân hợi thuộc kim nên thông cảm với những sai sót của người khác tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy trang bị nhiều kiến thức có thể cho những điều sắp tới về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn lại.